Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Cua Tu Attack, một mẫu xe đạp full carbon của dòng là một chiếc xe dòng thương hiệu con của công ty Sava, thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Mẫu Cua Tu full carbon, vành cao bản rất là đẹp. Hôm nay em về cái tông màu xám, cực kỳ thể thao và đẹp mắt. Bộ phần khung thiết kế dẹp chạy khí động học, dây thì chạy âm sườn. Tổng thể của xe thì các bác có thể thấy trên hình rất là mới, chủ cũ họ thì sử dụng chiếc xe này lướt lát chắc là một vài ngày hay là vài tháng. Chủ cũ ở bên nước ngoài họ chỉ dùng thời gian nó tương đối là ít rồi họ bán lại, giữ cái độ mới rất là tốt, cực kỳ là đẹp. Xe thì hồng như mới luôn, nó phải đến hơn 95% về độ mới, như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung xe. Được sử dụng bộ group chất group Shimano 105 giờ 7000, tương đối là cao cấp, cận cao cấp của dòng Shimano xe đua. Toàn bộ group Shimano 105 viết trên dây ban giờ 7000. Thứ xích clip này rất là trắng luôn, các có thể thấy. Toàn bộ chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng các bác nhé, đồ full zin, tất tần tật full zin, tay lắp này còn nguyên siêu dán này, rất là mới. Bộ vành carbon cao bản như đi vòng cuối lỗ thu sen là theo xe nhé. Bê đan đấy, chủ cũ họ còn giữ nguyên mình cái bê đan này, bê đan lốc này, bê đan cá này. Hầu như là những chiếc xe này là họ không giữ lại bê đan đâu, mà chiếc xe này là chủ người ta bán luôn cả bê đan theo. Bê đan cực kỳ là ngon, bê đan lốc. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì chiếc xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 75-76 hoặc là 1m80 thì các bác cũng đi được, nhưng mà khung thì nó hơi nhỏ tí, nhưng mà đi thì vẫn ok. Bộ chuyển động 105 giờ 7000, 11 tầng líp và 2 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có mức giá là 26.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông
để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn mới lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.